Giờ đây mình sẽ review nhanh về cái combo mạch ba tắc đơn ha. Đây mình sẽ giới thiệu chi tiết từng linh kiện ha. Đây mẫu bo mạch livestream sử dụng IC CS8600B ha. Đây rồi, thì ở đây mình đang sử dụng ba loa ba đường tiếng của chép 250 trợ kháng sóng ohm, cái loa trung 14 ha, 5.5 in trợ kháng 4 ohm. Đây cái bát màn xanh, bát này có công suất từ 80W đến 150W, ok chưa? Bát màn xanh đây từ 120 này ha. Ok, thì ở đây mình lắp micro này, micro không dây này, mình nó quy cấp vô này ha. Rồi mình sẽ giới thiệu nhanh về cái mẫu bo mạch đặc biệt, mẫu mới này ha, là mẫu cải tiến mới nhất hiện nay ha, Bluetooth xịn này, có nâng cấp mic bass, mic chép nè, này livestream được nè ha, livestream có livestream gồm có motor monitor von, cổng monitor, cổng live ha, nguồn sung 220, có cái cổng LX input để mình kết nối với TV, thấy chưa? Rồi thì cái loại bo này sử dụng IC là CS8600E ha, đây IC đây, dưới miếng nhôm này ha, đây phần lắp micro không dây. Thì cái đặc biệt đối với mẫu bo này thì nó có chống khố, có chống hú. Như vậy thì khi mình ca thì nó không bị hư loa chép và không bị rít loa, nên là mình ca ngồi mình sát loa thì mình dễ chịu thoải mái hơn ha. Rồi và đồng thời với cái mẫu nâng cấp mic bass mic chép này thì cao cơ nó sẽ mượt hơn ha. Và đồng thời nữa có khối livestream dành cho những ai mà thích livestream ha, thì cái mẫu bo này nó đa chức năng, đa nhiệm vụ ha, karaoke hấp dẫn tuyệt vời, có guitar điện luôn, có nguồn sung 220. Thì ở đây là mình vừa sử dụng điện 220 và vừa sử dụng bình ắc quy, nếu mình không có bình thì mình sử dụng cắm điện cho mình sử dụng ha. Đó, còn đây mình đang tách bình, coi chưa. Nguồn sung này thì lưu ý với các anh em là mình khi mình cắm vào thì mình vừa chạy điện 220 và đồng thời đã sạc bình luôn, coi chưa. Thì ở đây mình đã giới thiệu chi tiết qua các từng linh kiện rồi. Ở đây mình sẽ tiến hành test micro. Test tiếng micro trước và thử âm nó tuyệt vời không ha. Được chưa? Đây mình đang test cái micro thân nhôm này ha, xét tần số này ha, xét âm lượng ha. 1 2 1 5 6. Đó, đây là gọi là chống hú này ha. Thì khi mình đưa vào loa thì nó kêu re 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 vậy ha, chứ nó không có rít. Nếu như mà không chống hú thì nó rít và cái lỗ chép đứt liền ha. Rồi. Đồng ý không? Rồi. Alo. 1 2 4 5 5 6 7 8 9. Alo 1 2. Thì khi có mic bass mic chép á thì cái tiếng mình chỉnh được cái tiếng ca. Tiếng chép nó đây nè. Tiếng chép tốt ha. Tăng âm lượng chép lên ha, tùy theo giọng ca mình chỉnh cho hợp lý ha. Ok, đây rồi mình chuyển qua test phần nhạc ha. Đối với cái IC CS8600B thì nó có hai cách lắp, ba tắc đơn hoặc là 2.5 tắc đôi. Thì đây mình đang test với combo mạch là ba tắc đơn, rồi mình sẽ tiến hành test nhạc. Test nhẹ thôi. Thì ở đây thì khi mình tăng volume lên một nửa thôi thì cái lo nó quấn căng, phải căng cái đó. Ok, thì với kết cấu này
này thì lo mạch đã hợp lý rồi ha, thì cái tuổi thọ sử dụng rất là bền lâu dài ha, đó đã chọn hợp lý hết rồi. Thì cái điều quan trọng là cái bát phải mạnh, độ băng xe phải xe đó. Thì với cái bát này đã đạt được tất cả ưu điểm rồi ha. Rồi thì đặc biệt là mình cũng đã giới thiệu qua về một số lần trong video khác là chất âm của cái bát này rất là đặc biệt ha, âm thanh cực hay ha. Đó, cái đây mình test lo rồi thôi, thì đánh giá khoảng mấy mươi phần trăm thôi ha, chưa có đánh giá chính xác được. Đây mình quan trọng là cái bát và tiếng chép, tiếng micro phải rõ rồi.